đánh nhau này. Ồ, nó lại không hay chứ nệ. Ôi, chết chắc mày rồi. Chết chắc mày rồi. Mày sống thế nào được nữa? Không, mày sống thế nào được nữa? Ôi, thằng nào hơn? Bây giờ thằng nào hơn à? Ôi, thằng nào hơn? Thằng nào sống được? Thằng nào sống được ở đây? Thằng nào sống được ở đây? Xem thằng nào châu hơn nhá. Bây giờ tao chấp con gôn mai nó đánh tao luôn. Bây giờ có kết trời. Trời ơi, nó lại dễ kinh khủng luôn. Rồi, lại hồi máu kinh khủng luôn. Anh em thấy châu không? Ôi, máu nó hồi gọi là tẩm ý. Nó không phải đánh thường đâu đấy. Được tiền rồi, 200 vàng. Gọi là búng sức mạnh rồi. Bây giờ biến về mua đồ. Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với Sạo Lìn Vainglory. Hôm nay là tập thứ 30 rồi. Bây giờ là trưa ngày 18 tháng 2 năm 2019. Năm 2019. Thật ra thì mấy hôm nay tôi ốm hơi nhiều đấy. Đây chúng ta sẽ vào một trận đấu thường thôi, 5v5. Thì tại sao? À thôi, trận đấu thường làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ chơi một cái trận loạn đấu cho nó vui, vui vẻ một tí. Thì từ khi update đến giờ tôi chưa có online, tôi chưa có lên clip cho anh em. Bởi vì là ốm mệt, bây giờ vẫn chưa khỏi ốm. Bây giờ vẫn chưa khỏi ốm luôn đấy. Tôi chơi bằng điện thoại thì nó lại không có hứng. Không có hứng, đúng không? Tôi không biết hôm nay là San Feng vẫn chưa mở khóa này. Chúng ta đánh loạn đấu, vì thế chúng ta sẽ thử chơi con crew xem nó có bá không. Hay là anh em chơi con khác, chơi có thể chơi Rona. Thôi vẫn thích chơi crew. Ozo tôi cũng không thấy nhiều nữa. Ozo nữa, đúng rồi. Cực kỳ thấy ít, bởi vì meta mùa này nó quá mới lạ cho anh em rồi. Những cái người chơi lâu năm hiện tại cũng rất là khó thuộc, quen thuộc với những cái meta mới. Bởi vì là những cái con nó khó lâu xuất hiện trong những mùa trước. Mà bây giờ nó lại xuất hiện rồi, nó quá kinh khủng rồi. Bây giờ thì lại Baron lên ngôi. Baron dạo này bị cấm rất kinh khủng. Bởi vì cái tỷ lệ sát thương lan của nó rất cao rồi. Bây giờ lan đam kinh khủng lắm. Anh em bây giờ chơi Baron nhiều. Trong hạng thì bây giờ cũng bắt đầu thích cấm Baron rồi. Reza thì tôi không thấy cấm. Bởi vì Reza bây giờ nó yêu cầu rất nhiều trong những cái tình huống đánh đấm, phải ngồi combat nhiều. Bây giờ chúng ta vào trận đấu. Lên một cái giày trước, một khẩu súng tiểu liên. Thôi, lựa. Anh em thấy trên màn hình thì phần bên trên và phần bên phải màn hình của tôi nó bị lẹm một tí. Đây là cái lỗi của game trong bản update này. Nó hơi lỗi một tí thôi, nhưng anh em thông cảm thì đánh vẫn bình thường. Rồi, chúng ta sẽ tích tụ ở đây, hiểu không? Lao ra. Rồi, vét mạng quá hay rồi. Ôi, không ăn được mạng con Sky. Buồn thế. Ăn mạng con Sky khó quá. Anh em nên farm rừng như thế này vui, vui lắm. Vui lắm, vui lắm. Đấy, tôi sẽ vào rừng. Tôi xem có những tình huống nào. Rồi ôi. Rồi ôi, xuất hiện rồi. Xuất hiện rồi. Thôi ôi, làm phát đập cho nó sướng rồi không? Lên con crew bây giờ nó mạnh lắm. Crew bây giờ bét luôn. Crew bây giờ. Rồi tôi thấy crew kia rồi. Rồi. Trời ơi. Con cái trồ lên kinh vậy. Cái trồ kinh quá. Ra xem Sky tí. Rồi Sky. 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 Ui rồi nửa cây máu luôn. Một combo. Quá hay rồi. Quá hay cho Sky rồi. Ta sẽ lại ngồi rình rập rình mò ở đây. Ôi, trong rừng đánh ghê quá. Rồi, vét được rồi. Vét được rồi, chạy luôn. Chạy luôn, trời ơi, vét được, chỉ có chạy thôi. Chúng ta rất là phê trong những cái quả vét mạng, rất là hay đấy, hiểu không? Rồi, nó vét ạ. Bây giờ loạn đấu ấy, thì đánh rất là hay. Tại sao mọi người thích đánh loạn đấu? Bởi vì là nó đông, có ba lá sướng. Bây giờ rồi, so lao ra rồi, so lao ra đập trong vào lại. Bây giờ Adan ngồi, Tony ngồi trong này, làm cái gì không em ơi? Bây giờ choáng anh được cái gì không? Bây giờ ngồi rồi, trời ơi, ui bị phun lại, phun lại đúng không? Trời cho quả đấy hay đấy, hay đấy, hay đấy. Ôi bị đánh đau quá, bị đánh đau quá. Thôi, để yên, để yên, để tôi xem nhá. Anh em xem nhá, nhìn nhá. Tony này. Trời ơi, chết chắc rồi. Trời ơi, đánh cái đủ phê bồn. Mấy cái thanh niên vâng, tôi thấy ulti từ Sky. Thôi chạy 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 chạy. Ôi giời, bình tĩnh chưa, chưa là gì cả. Đã chưa lên đồ, tôi còn chưa lên đồ đấy. Tôi mà lên đồ rồi về nhá. Anh em ngồi sấp mặt lờ với tôi luôn. Rồi lên breaking point này.
Rồi anh em lên súng tiểu liên tiếp. Thôi mắc súng luôn. Cái đồ gì có súng anh em lên hết cho tôi. Con crew lên đam vẫn mạnh như ngày nào. Bây giờ còn có cái hiệu ứng lên đam phép nhiều hơn nữa cơ mà. Đánh ghê lắm. Bây giờ lên Mackin 2. Không. Rồi quẩy nó thôi. Quẩy quẩy quẩy. Quẩy luôn. Quẩy tiếp. Trời ơi mấy thanh niên đập phát này. Sộp nửa cây máu. Giờ hết 2 phần 3 cây luôn. Trời ơi, xong luôn con so rồi. Ketro bắn quá ghê gớm luôn. Bây giờ Sky đi đâu em ơi? Đi đâu đi đâu đi đâu. Rồi chết chắc rồi thằng bé. Chết chắc thằng bé luôn, gọi là không sống nổi luôn. Bây giờ chúng ta có những thanh niên vẫn thích ngồi lao vào farm rừng. Bây giờ chúng ta có Tony rồi. Trời ơi cái trụ này là của mình. Có cái gì đâu. Nó lại không khó khăn gì cả. Ồ có vẻ hơi lag rồi đấy. Tôi sẽ dịch con so xem nào. Tôi sẽ cần một cái tốc độ đánh lớn. Trời ơi làm chậm rồi. Trời boom. Không 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 không. Solo xem thằng nào hơn nhá. Thằng nào hơn nhá. Rồi ôi, nó lại khó thế nhở. Sao lại có cái kiểu đánh rất là khắm thế này nhở. Thằng nào mà chơi khắm thế. Rồi tôi thấy Tony rồi, tôi thấy Tony rồi. Đây anh em xem tôi đánh Tony này. Ôi xô, Tony bị Baron đập đầu thế. Chết luôn Tony này, Tony chết luôn này. Ôi lại easy kinh khủng luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ ra đánh cái con Gold Mine này. Đánh cái con Gold này, đánh cho nó phê hiểu không. Rồi chúng ta có 1.000 vàng lận. 1.000 vàng. Thôi thấy tôi nó chạy luôn anh em ạ. Thấy tôi nó chạy luôn. Rồi anh em có những cái màn đánh này được máu rất là nhiều. Để tôi xem, để tôi xem. Ôi dồi ôi nó lại chết rồi. Ôi cảm ơn Tony rất nhiều. Cảm ơn Tony rất nhiều. Rồi ôi thằng Sky nó chạy đi đâu. Nó lại khó chạy cực kỳ luôn. Rồi ôi. Sao sao. Rồi sao. Sao thằng nào thích ăn. Ôi ủa đánh cầu ghê đấy. Ủa crew lên phép anh em ạ. Crew lên phép đập phát 800 máu luôn ghê quá. Được đấy. Được của nó đấy. Tao cũng bắt đầu nể mày rồi đấy. Bây giờ anh em xem tôi lên cái súng máy này. Đấy. Lên súng. Ôi chết cha mua cái chân minion deck gì. Lên súng máy tôi lên mắc tốc đánh. Đó, lên súng tiểu liên nữa. Sau đó tôi lên thêm một cái ngọc. Đó, lên một cái tinh thạch nữa. Lên thêm khẩu súng nữa cho nó chất. Đó, lên đồ này. Đánh crew loạn. Đánh loạn đấu nó rất là vui. Thật luôn anh em ạ. Đánh loạn đấu nó rất là vui. Nên là anh em chơi loạn đấu nhiều là đúng. Tôi cũng thấy chơi loạn nhiều nhiều nó vui lắm. Nó cho anh em có một cảm giác combat nó sướng. Đúng không? Anh em luyện tập luyện combat chứ không phải luyện farm. Farm trong này quá nhiều tiền luôn, không cần farm. Trong này thì farm rất nhiều tiền rồi. Tony định vào choáng. Rồi để tôi xem nào. Rồi ôi mày chết chắc rồi con ạ. Trời ơi nó lại dễ kinh khủng luôn. Tí tao mà lên đồ được nha, mày chết chắc với anh mày luôn. Rồi ôi dễ thế. Easy ăn mạng 25 vàng. What the fuck mạng 25 vàng. Mạng 25 vàng là sao. Đánh nhau này. Ồ nó lại không hay chứ nệ. Ôi chết chắc mày rồi. Chết chắc mày rồi. Mày sống thế nào được nữa. Đó mày sống thế nào được nữa. Rồi thằng nào hơn. Bây giờ thằng nào hơn à. Rồi thằng nào hơn. Thằng nào sống được. Thằng nào sống được ở đây. Thằng nào sống được ở đây. Xem thằng nào châu hơn nhá. Bây giờ tao chấp con gôn mai nó đánh tao luôn. Bây giờ có kết trời. Trời ơi nó lại dễ kinh khủng luôn. Rồi lại hồi máu kinh khủng luôn anh em thấy châu không. Ôi máu nó hồi gọi là tởm ý. Nó không phải đánh thường đâu đấy. Được tiền rồi 200 vàng. Gọi là búng sức mạnh rồi. Bây giờ biến về mua đồ. Không phải ngán gì cả. Bởi anh em không ngán cái mẹ gì hết. Lên được điện xoay chiều nè. Xong rồi lên cái súng tiểu liên nữa. Ôi ôi. Bây giờ lên cái gì nhở. À đúng rồi. Khế ước máu rồng. Rồi làm chậm. Tôi lên được đồ đâu nhở. Lên cái xích băng 1.001. Sắp được rồi. Sắp lên được rồi. Bây giờ rồi đợi lúc nữa ra chạy ra cửa hàng là lên được rồi. Dễ thôi. Không có gì khó cả. Anh em xem nhá. Con Sky bắt đầu đập trụ rồi đấy. Anh em tem bắt đầu khắm rồi đấy. Rồi nó chết rồi. Mấy thằng chết rồi. Nhìn tôi ăn nhá. Nhìn thằng Adan nhá. Adan chết luôn. Adan không sống nổi luôn. Rồi để xem nào. Mấy cái thằng này. Sky đâu. Sky đâu. Sky đâu rồi. Sky ở đâu rồi. Boom. 800 máu nó không phải vừa đâu. Nó khủng lắm. Anh em nhớ. Rồi lên được xích băng rồi. Bây giờ không thằng nào chạy được với tôi luôn. Lên đồ nó phải khắm như thế. Nó mới sướng. Đúng không. Lên đồ mới kiểu vớ vẩn đánh gì. Bây giờ ngồi chấp bạn không thèm ăn Kraken nha. Không thèm ăn luôn.
với anh em ngồi xem tôi đánh này, ngồi cắm cái mắt vào đây cho nó sướng đúng không? Nên đánh thằng nào thằng ấy lết đít về luôn, đánh làm chậm 30% cộng thêm làm chậm của cái chiêu nội tại nữa. Nhìn á, nhìn nhá. Nhìn này. Ôi ôi, ui giời ơi. Sao? Nó làm sao? Rồi. Anh em ơi, lại chết người rồi. Ngồi dụ được 4 thằng nó đánh tôi sau đó ăn được Kraken. Vui thế, không biết. Ok. Con crew đánh ác đấy, nó đánh tôi phát đập phát 1000 máu không phải vừa đâu anh em ạ. 1000 máu nó không ít đâu. Tôi lại lên thêm cái súng nữa. Ôi so trâu quá. Ui ôi. Rồi, so chết rồi, so bị Silent ăn rồi. Silent ăn so là cái chắc rồi. Con Kraken đẩy quá nhanh trong tình huống vừa rồi. Trong tình huống con Kraken trong loạn đấu thì nó vừa đi nhanh, nó vừa máu trâu, nó vừa các thể loại thì anh em ngồi gọi là sướng đúng không? Mắc sướng luôn. Rồi, chúng ta còn một cái nhà, một cái trụ nữa. Đánh cực kỳ nhanh. Bây giờ con Kraken vẫn chưa hết. Bây giờ mất 1/5 máu thôi. Chưa là cái gì cả. Bật dậy lên chạy luôn. Rồi, có ulti 20 giây nữa. Anh em đợi tí, ngồi đánh thằng nào thằng ấy lết đít về cơ mà. Lo cái gì? Vâng, Adam chết rồi. Bây giờ tôi ra tôi hấp con Sky này, hấp này. Những cái màn kiểu 18 cộng ở đây. Rồi, luôn cái nhà đây. Cái nhà luôn đây em ơi. Ôi, thank you Tony. Rồi ôi Tony từ nãy toàn bóp giái đồng đội rồi. Ôi Crew đâu. Đánh cái gì? Rồi Crew đánh đấm cái gì? Bây giờ thằng nào ra đây? Thằng nào ra đây hộ tao cái. Hộ tao cái. Rồi ôi, nó lại rằng thắng dễ. Easy luôn. Ôi ôi, đánh dễ cực anh em ạ. Đánh vui không? Anh em thấy đánh vui không? Đánh quá vui luôn. Không, đánh loạn đấu là một trong những cái mod mới của Valorant phiên bản 4.0. Thực sự là map 3v3 là giúp anh em hoài niệm rất là nhiều. Nó giúp anh em ngồi chơi vui mà lại thêm 10 người, đúng không? Thêm 10 người trong map 3v3 nó sẽ vui nhộn hơn. Nó tính giải trí cao hơn là anh em ngồi đánh. Đấy là một cái rất là hay ở trong map 3v3 này. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong các sạo lìn về Glory tập tiếp theo. Đấy, hôm nay đánh ngắn ngắn này rồi, tôi ốm quá mà.